Thế có người đến tìm chồng, chị vợ chạy ra xem thì bị nhầm là đứa con vì ngoại hình như thiếu nữ 16. Vì dáng người nhỏ bé lại thêm phong cách ăn mặc, tóc tai có chút nhí nhảnh, nhi đồng giống như mấy cô bé tuổi teen 16. Thế nên khi có người đến tìm anh chồng, chị vợ 26 tuổi vội vàng ra tiếp khách thì được hai người bạn của chồng ngỏ chào bằng câu hỏi rằng: "Bố đâu rồi con?" Vừa nghe qua câu hỏi, chị vợ đã không khỏi giật mình vì nghĩ rằng hai người này hoặc đang nói đùa để cho mình vui, hoặc đang nói chuyện với ai đó mà thật sự không biết mình là vợ của chồng. Cho đến khi người đàn ông hỏi lại lần thứ hai rằng bố đâu rồi, thì chị vợ mới thật sự không nhịn được cười trước sự nhầm lẫn cực đáng yêu của hai người bạn của chồng. Phải mất một lâu sau, người thanh niên mới ngỡ ngàng nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình không phải là bé con, mà chính là vợ của người mà mình đang tìm. Không chỉ riêng hai người đàn ông mà có không ít người trên mạng xã hội sau khi xem qua đoạn clip cũng công nhận là cô gái thật sự trẻ trung và hồn nhiên, gương mặt xinh xắn không thua gì những nữ sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Không ít người cũng chia sẻ lại những câu chuyện dở khóc dở cười khi bị nhìn nhầm về tuổi tác. Tuy nhiên mỗi người mỗi kiểu, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người thì bị xem là em gái, con gái, nhưng có một số người lại đau đớn hơn khi lại bị nhầm là mẹ của chồng, mẹ của anh trai. Một số bình luận được mọi người để lại: mặc đồ như vậy rồi còn che mặt nữa, nhìn tưởng 15-16 tuổi là đúng rồi. Nghe qua thì bà vợ khoái khoái trong bụng, còn anh chồng chắc khóc 3 ngày chưa nín được. Nghe vậy là thích rồi, vì biết mình còn trông rất trẻ. Tôi mới đau lòng nè, hai vợ chồng đi mua xe máy, nhân viên hỏi chị chiều em trai thế, sướng nhất em rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.